Chào tất cả các bạn đến với channel Code là Ghiền. Hôm nay chúng ta sẽ nói về con trỏ pointer ở trong C++ nha. Thật sự thì cũng hơn 20 năm rồi mình cũng không có làm về con trỏ hay là pointer. Những cái ngôn ngữ khác thì nó cái khái niệm nó khác một chút, nhưng mà mình cũng cần nên biết cái con trỏ nó hoạt động ra sao. Thì để mình kéo cái này xuống nha. Rồi đây là cái chương trình của mình. Cái chương trình giống như là mình mới tạo ra vậy các bạn, cũng chưa làm gì cả. Thì để mình build xong rồi mình chạy thử. Đó, cái chương trình mình là trắng vậy thôi. Rồi bắt đầu mình giải thích cái con trỏ là gì nha. Rồi bây giờ để mình vẽ lên cái gì mình vẽ lên là nó màu đen đi. Rồi cái memory á thì mình biết á, là cái bộ nhớ á, là người ta gọi là RAM, tức là random access memory, như chữ này nè, để coi đó thì cái RAM nó hoạt động ra sao mình nói sơ sơ nha. Rồi đại khái mình vẽ như vậy đi. Mình vẽ cái RAM của mình nó là một cái hình chữ nhật. Đó, thì nó có địa chỉ các bạn từ 0, 1, 2, 3, 4 gì đó. Ví dụ mình có là 8 GB RAM đồ này nọ đó. Đó, GB. Thì nó có địa chỉ mỗi cái này là một cancel. Mỗi một cái lần này, ủa sao kỳ vậy ta, là một byte. Một byte là bằng 8 bit đó các bạn, phải không? Thì nó có một cái địa chỉ là một byte đại khái. Thì khi chương trình mình chạy á thì ở trên cái RAM á nó sẽ cung cấp cho các bạn là một cái khoảng, một cái chỗ hay gì đó. Ví dụ như mình nói hồi bữa trước mình có làm mình declare mấy cái, tức là mình khai báo mấy cái biến á, cái variable đó. Ví dụ mình khai báo cái biến là name đi. Đây ví dụ như cái chương trình nó cấp phát cho mình một cái này nó hay bị gì ta, cấp phát cho mình một cái chỗ này, nó chứa thí dụ như anh em là Huy đi. Đó, thì thật sự nó tới 3 character lắm. Nó là vậy đi. Rồi, nó đại khái. Thì cái tên đó người ta cho mình, rồi cái bắt đầu mình viết giờ cái giá trị của nó thì nó sẽ viết trong đây nè, trong RAM nè các bạn. Đó, thấy không? Thì những cái kiểu, ví dụ như mình kiểu integer cũng vậy, ví dụ như mình nói có cái age, cái nó cho mình ngay chỗ này. À, cái tuổi mình ví dụ như là 20 thì mình nói thí dụ vậy, nó một cái con số. Đó, thì nó chữ như này thì tất cả những cái bình thường là tới tới thời điểm hiện tại là bạn biết như vậy. Mình chưa biết cái gì pointer. Đúng không? Rồi thì khi mình truy cập những cái name, hay là mình muốn biết cái giá trị ở trong cái rổ tên là name này, hay là cái rổ tên là age này á, thì mình cứ gọi cái tên này thôi, đúng không? Mình đâu có biết được là những cái gì khác chi. Nhưng mà các bạn nhìn thấy bên cạnh này nè, các bạn sẽ thấy nè, thấy không, cái này là địa chỉ của cái RAM nè. Đó, thì mình học cái pointer là mình học giống như là cái con trỏ, là giống như cái đường này nè, là giống như cái bàn tay mình đó, mình chỉ tới đó. Cái khái niệm này nó hơi là giống như là nó hơi mới mới cho mình, thấy không? Thì ví dụ như mình định nghĩa một cái con trỏ đi, mình định nghĩa một cái con trỏ là một cái pointer. Để mình viết một cái pointer nha. Một cái con trỏ là giờ mình tưởng tượng như là một cái bàn tay hay là một cái mũi tên gì đó. Bây giờ mình kêu cái mũi tên này nó chỉ vô ngay cái tại cái điểm nào. Ví dụ như mình chỉ ngay đây. Đó, mình chỉ ngay đây thì nó có giá trị 20, mình chỉ ngay đây, thấy không? Nè, để mình đổi màu nha các bạn. Ví dụ như mình nói mình chỉ ngay chỗ này, hoặc là mình chỉ ngay chỗ này, hoặc là mình chỉ ngay chỗ này, mình chỉ bất cứ chỗ nào, đại khái như vậy. Để mình truy cập, mình không biết cái pointer này là cái gì, nhưng mà tức là thằng bàn tay nó thằng chỉ tay năm ngón đó các bạn, thì nó chỉ ngay chỗ nào là khi mà mình hỏi chỗ đó có cái gì thì nó sẽ báo cho mình cái giá trị ngay chỗ đó, không? Thay vì mình đặt cái tên này nè, thấy không, mình đặt tên.
Rồi, thì các bạn cũng hiểu sơ sơ rồi đúng không? Thì nhưng mà còn mơ hồ đúng không? Rồi bây giờ mình bắt đầu mình viết cái code coi nó làm sao nha. Rồi bây giờ mình qua cái code của mình như vậy ha. Thí dụ như mình nãy mình nói đó là thí dụ như tên đi ha, một cái integer tuổi đi. Tuổi mình nói thí dụ mình gắn cái giá trị ban đầu đi bằng 20 đi đó, như các bạn thấy hồi nãy bằng 20 đúng không? Thì cái pointer đó người ta sẽ làm như vậy. Ví dụ như cái integer cái pointer mình nói cái pointer b đi. Ví dụ như mình nói pointer b đi. Đó, nó chỉnh lại bên này. Thì thật sự mình thích nó, mình thích viết cái kiểu như vậy hơn các bạn. Nhưng mà kệ máy nó chỉnh sao nó chỉnh, không? Hoặc là mình giống như mình gì, giống như là giống những cái thứ này thôi, thấy không? Bạn thấy một cái kiểu kiểu kiểu. Còn nó viết như vậy cũng được, nó cũng không có sao hết trơn nha các bạn. Hai cái kiểu viết thôi. Thì khi mà mình muốn khai báo một cái pointer thì nó có cái dấu của sao này. Ok. Thì giống như ở bên đây nè, đây là cái pointer nè, là mình ghi như vậy thì nó chỉ là cái một cái mũi tên thôi, nó chưa có biết chỉ đi đâu hết. Bây giờ mình phải chỉ nó ngay cái chỗ mới được, đúng không? Ví dụ như mình chỉ nó, ê, cái tao muốn cái pointer tao nè chỉ tới cái tuổi, đúng không? Thì các bạn coi đây nè, cái này nè chỉ tới cái tuổi này. Thì cái tuổi này á, nó thật sự nó không biết, nó phải biết cái địa chỉ của cái tuổi mới được nè, nó là cái mũi tên này nè nha các bạn, thấy không? Các bạn chỉ ngay chỗ này nữa không? Thì cái địa chỉ đó người ta sẽ ký hiệu bằng cái dấu ampersand, tức là cái dấu và đó các bạn, đó là chỉ tới cái địa chỉ của cái tuổi đó, các bạn thấy không? Địa chỉ của cái tuổi là ngay cái này nè, là cái số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nè. Còn cái này, những cái này là cái giá trị bên trong ha. Bạn hãy ráng cố gắng hiểu nha cái này á, hoặc là mình sẽ đi từ từ cũng được, chứ còn mình hiểu mơ hồ đó là đôi khi thầy cô kiểm tra đó là mình chịu thua à. Mình không có đoán được đâu đó. Rồi ví dụ giờ bắt đầu mình in ra nè nha các bạn, bây giờ mình in ra để mình thử ra nha. Ví dụ như mình nói cái này chỗ này xuống hàng mình muốn in tuổi đi, mình in ra tuổi nha các bạn, tuổi bằng đó. Bây giờ mình chạy thử coi. Rồi chạy thử nha. Đó, bằng ba bạn thấy bằng 20 đúng không? Rồi, thì bây giờ mình cũng làm như vậy nữa, mình in ra cái thằng P đi. Giá trị mà P chỉ vào đó bằng tại cái vị trí thứ P. Rồi để mình coi thử đó nha. Đó cũng là 20 đó các bạn thấy không? Đó thì á, nếu á đây nè, để mình nói cho các bạn nè. Úp, bây giờ nó chạy nó bị khùng rồi, để coi coi. Rồi mình chạy á, là nó sẽ in ra số 20 đúng không? Tại sao mình có cái dấu này thêm là cái gì? Là cái pointer. Thí dụ mình không có thì nó là cái gì? Không? Thì thí dụ không có nè các bạn, thì nó là cái địa chỉ của cái biến tên là P thôi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Ra cái địa chỉ thấy không? Nó đâu có ra cái giá trị ở trong đó đâu. Thì mình muốn cái giá trị trong đó đó thì mình phải có cái dấu này ha. Rồi, các bạn nhìn đây nè, đó, cái pointer này nó chỉ ngay 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 chỗ này nè. Đó, mình muốn lấy cái giá trị của cái chỗ này thì mình phải cái dấu dấu star, dấu dấu mà dấu ngôi sao đó, đó thì nó ra cái giá trị của cái này. Thấy không? Ví dụ như mình lên cái số này 25 đi thì mình in lại nè. Các bạn sẽ thấy là số 25 và cái giá trị mà P chỉ vào cũng là 25 luôn. Đó, thấy không? Thì các bạn thấy không? Thì khi mà người ta thay đổi chỗ này, thằng này chỉ đây. Bây giờ mình thử nghiệm nha. Thử nghiệm nè các bạn. Mình nói nào, ví dụ như cái này là 358 điểm, nói thí dụ. Thì cái ngay chỗ này á, bạn thấy lúc mà in ra đầu tiên là 25 đúng không? Rồi sau đó cái người ta chỉnh ngay cái giá trị ngay chỗ này á, là người ta chỉnh cái số là 358. Rồi bây giờ đó mình in ra cái giá trị mà cái thằng pointer này nó chỉ vào ngay chỗ này coi nó là ra số mấy nha các bạn.
thì mình mong đợi nó sẽ in ra cái số mới nè các bạn. Đó, mình đã mong đợi nó là như vậy. Thì thường á mình viết program á, mình chuẩn bị chạy là mình mong đợi mình thấy cái gì. Ví dụ mình thấy không đúng rồi, mình biết là có thể cái lối suy nghĩ của mình nó sai hay gì đó. À, tới lúc nào đó cái sự mong đợi mình thường nó đúng hết, là coi như là bạn không cần chương trình bạn cũng biết cái kết quả. Đó bạn thấy chưa? 358 này thấy không? Đó. Rồi, rồi bây giờ đó mình làm thêm cái bây giờ mình muốn chỉnh thông qua cái pointer này mình làm sao? Thì bây giờ các bạn ví dụ như bây giờ mình nè. Ví dụ mình nói cái giá trị ngay cái ô mà cái thằng pi này nó chỉ đó, ngay ô pi này nó chỉ nè. Bây giờ ta muốn một cái giá trị khác, lấy ví dụ như 17 đi. Đó, thấy không? Rồi bây giờ đó mình in lại coi. Mình in lại giá trị mà pi chỉ vào. Pi cái này mình nói mới đi. Chỉ vào đó, nó dĩ nhiên nó là 17 rồi đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình nói là giá trị của cái thằng tuổi này bằng nhiêu nữa. Đó, bây giờ mình thử coi. Ok. Đó, các bạn thấy không? Thấy cái khác đây nè, để mình nói nè. Thì cái giá trị pi mới chỉ vào á, là mình chỉnh ngay chỗ này nè, hàng 20 nè, mình chỉnh là số 17 thì nó sẽ in ra số 17 nè. Đó, đúng không? Ngay hàng này 21 nó in ra 17, nhưng mà 22 đó mình in ra là in cái tuổi mà, nhưng mà nó vẫn là 17. Các bạn thấy không? Tức là ngay cái pointer này, nội dung của nó là cái ngôi sao. Mình sẽ lấy là cái ngôi sao. Đây nè các bạn. Cái ngôi sao nè. Đây. Ok. Nội dung của nó. Mình chỉnh thành một cái số khác là cái nội dung này mình chỉnh. Thì khi mà ai truy cập bằng cái tên này á, nó đều là những cái số mới mà do cái thằng pointer nó chỉnh. Đó. Các bạn hiểu không? Đó. Thì nói tóm lại là khi mà mình làm một cái pointer thì mình phải có dấu star. Rồi cái pointer đó chỉ tới cái địa chỉ nào thì ngay cái địa chỉ là nó dấu ampersand, thấy không? Đó, ví dụ như mình nói mà một cái khác đi. Bây giờ mình làm một cái khác nha các bạn, mình làm một cái khác, ví dụ như mình nói string đi. Mình nói string đó là name hồi nãy mình nói đó, ví dụ như mình cho tên là Huy đi. Đó. Ok. Rồi mình cũng có cái pointer là một cái string pointer pointer name, đại khái nó như vậy, đúng không? Đó, thì mình thêm muốn pointer đó là mình tạo một cái mũi tên, ok. Rồi sau khi cái mũi tên đó rồi nó chỉ vào mới đầu nó chưa có gì, nó chỉ vào hư không, đúng không? Mình phải chỉ vào cái gì đó mới được. Đó, mình có thể gắn bằng ở đây luôn cũng được. Mình nói chỉ thẳng cho tôi tới cái địa chỉ của cái thằng name. Đó, thấy không? Rồi bây giờ ví dụ như mình in ra, mình nói cái thằng này mà pointer chỉ vào. Đó. Thì mình mong đợi là ok, thì cái thằng name này nó chứa từ Huy thì cái thằng này nó in ra là Huy, đúng không các bạn? Đúng không? Đó. Đây, để coi coi. Đó, các bạn thấy không? Nó chỉ vào Huy nè, thấy không? Đó, ok. Đó, thì cũng tương tự như ở trên kia, ví dụ như mình tùy chỉnh cái thằng này một cái giá trị khác. Ví dụ như mình nói tên của bạn đó. Bây giờ bắt đầu mình cũng in ra. Mình in ra nó thì dĩ nhiên là nó là tên của bạn rồi, nhưng mà mình in ra cái tên thôi. Đó, mình in ra cái tên thôi. Rồi. Thì mình cũng mong đợi là bởi vì cái thằng con trỏ này nó chỉnh ngay cái chỗ cái ô đó trong bộ nhớ rồi, thì cái tên mới của mình nó không còn là Huy nữa, mà tên đó là mới của mình là tên của bạn. Đó, các bạn thấy không? Rồi, thì cái con trỏ nó cũng đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà khi mà người ta hỏi nó phức tạp lắm nghe các bạn. Người ta hỏi đánh đố mình á, tức là mấy thầy cô hỏi cho mình bí chơi vậy đó mà. Đó, thì một cái nữa đó là thí dụ như cái biến này nè. Cái biến này nè, cái loại của nó đó là data type á, kiểu là kiểu string nè, hay là kiểu chuỗi đó, hay là cái kiểu là tuổi nè, là integer nè. Thì cái con trỏ đó nó phải chỉ tới là nó cũng phải có cái loại của nó nha các bạn. Nếu mà nó không có cái loại của nó là nó chịu thua, nó ra tầm bậy tầm bạ. À, mình thí dụ coi. Mình thí dụ mình nói integer, mình nói cũng là một cái con trỏ, thí dụ con trỏ số 2 đi, chỉ tới địa chỉ của cái thằng name. Đó, các bạn thấy giờ nó lùng bùng rồi đúng không?
Đó, rồi. Nó không chịu rồi, đúng không? Bây giờ nó còn không chịu nữa. P2. Để mình coi coi. Là P2. Đó. Cái thằng này nó nói là nó tự nó kiểm chứng là nó thấy ồ, cái thằng này cái con trỏ của mày kiểu integer mà mày chỉ tới ngay cái chỗ string của tao, tao đâu có chịu. Không? Đó, coi như là ví dụ như mình làm cái này. Coi nó có ơi, coi nó báo gì không? Đó, các bạn thấy không? Đây là một cái thủ thuật mới để mình thử coi coi, coi nó lại gì rồi cái mình nói nha các bạn. Rồi mình chạy thử coi. Đó, các bạn thấy không? Thấy là một cái con số không? Nè, đây mình bắt đầu mình giải thích. À, để coi cái để xích quanh đây mình. Ok, nếu mà mình không có cái này á thì á cái con trỏ này nè là cái mũi tên này nè. Nó sẽ chỉ tới ngay tại địa chỉ của name, đây là cái biến name. Biến name mà cái biến này đó mình là kiểu string thì máy á, compiler nó không có cái chương trình dịch đó, nó không có chịu, nó nói là hai cái kiểu khác nhau, nó không chịu. Bây giờ mình muốn nó chịu á thì á, tại vì giống như là hồi nãy mình đã giải thích rồi thì mình muốn chỉ tới địa chỉ nào cũng được mà, đúng không? Mình đâu có nó đâu có ngăn chặn mình gì đâu, đúng không? Nhưng mà khi mình chỉ tới á, mình nói kiểu string thì nó biết là cái này, mình nói integer thì biết cái này. Nhưng bây giờ đó mình cũng lấy cái con trỏ đó mình chỉ tới ngay string, nhưng mà mình nói lấy một cái số integer cho tao thôi đó, hoặc là cái character nè, cái integer nè nè, thì nó chỉ tới đây thì cái này nó gọi là cache cache à, để mình viết chữ chữ, chữ cache này nè các bạn. Tức là mình nói á cũng ngay cái địa chỉ đó nhưng mà tao muốn là ngay cái chỗ đó là integer, cái pointer integer thì nó sẽ coi như là ngay cái điểm này không phải là chuỗi nữa mà nó là một ký tự. À, thí dụ như mình nói character đi cho nó character đi cho nó dễ giải thích coi sao, coi nó có chịu không. Đó, ví dụ như cái này mình đóng lại chứ. Rồi character đi, mình chạy coi mình sẽ thấy cái gì nha các bạn. Đó, cái character nó cũng ra cái character búa xùa. Đó. Thì cái này giải thích nữa bạn sẽ thêm rắc rối. Nhưng mà cái căn bản là một cái pointer. Đây, một cái pointer là một cái mũi tên, bạn cứ coi những mũi tên nó chưa có chỉ về đâu hết á, mình muốn chỉ vô cái biến nào cũng được, mà mình muốn chỉ vô cái biến đó mình phải chỉ địa chỉ, mà cái địa chỉ đó là nó phía bên tay phải nè, là cái địa chỉ này nè. Đó, thì địa chỉ đó nó phải thêm một cái dấu này nữa. Ok, là địa chỉ. Còn cái này là pointer. Thì thường á là hai cái nó phải trùng nhau, nếu mà không trùng nhau, trùng cái kiểu á, đây trùng cái kiểu data type. Còn nếu mà nó không trùng kiểu á, mình phải ép nó là mình cache nó. À, tức là mình biến đổi ngay cái chỗ địa chỉ đó, mình không muốn nó là một cái chuỗi nữa, mình muốn nó là một cái character hay là mình muốn nó một cái integer rồi chẳng hạn thì nó mới chịu. Còn thôi nó không chịu. Đó, thì khi mà mình thay đổi cái giá trị qua thông qua cái con trỏ này thì cái thằng này đó, khi mà nó truy cập nó cũng thấy giá trị mới luôn. Rồi. Thì cái video này nói về con trỏ thì có thể nó có cao cấp hơn chút nữa, nhưng mà bạn mới bao nhiêu đây thì mình thấy bạn cũng bắt đầu nó sẽ quay quay rồi đó, mình cũng còn quay quay nữa mà. Thì thật sự nó không có khó, mình nhớ cái hình này, mình vẽ ra cái hình thì mình chỉ cái mũi tên, mình vẽ 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 thì nó sẽ được. Khi mà thầy cô người ta cho cái câu hỏi mà để kiểm tra đồ này nọ đó thì nó hay cho lắt léo, mà nó thêm hai ba bốn cái dấu này rồi cái dấu này nó trùng vô nữa thì các bạn phải phải thuần phục cái đó thì mình mới tìm được, cũng thôi mình không có đoán được. Thì có thể cái video kế để coi mình siêng không thì mình làm cho các bạn thêm cái video mà nó có ví dụ như thêm hai ba cái này vô coi nó sao cho mình loạn óc vậy mà.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chào tạm biệt. Bye bye.